nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đẩy mạnh xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại quỹ ban nhân dân quyền phú tân triển khai phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại thực hiện tiết kiệm chống lãng phí theo đó, thời gian thực hiện chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2025, giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030. Nội dung thi đua là đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, là đổi mới tư duy về thể chế, nâng cao chất lượng trong thực hiện cơ chế chính sách phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, tạo đột phá theo phương châm, chính sách phải phục vụ phát triển, tạo điều kiện cho phát triển, quy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, sáng tạo, hoàn thành đúng tiến độ hoặc dự kế hoạch, đảm bảo chất lượng các công trình dự án, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn quyện. Đối với việc thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí là tiết kiệm chống lãng phí trong lập thẩm định phê duyệt dự toán quyết toán quản lý sử dụng kinh phí nhà nước thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong việc khôi phục và phát triển kinh tế thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mua sắm xây dựng quản lý sử dụng tài sản nhà nước sử dụng tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác chế biến tài nguyên